Xin chia tay xin chào anh chị nhé. Trong suốt thời gian gần đây có một số anh chị đã nhắn tin về Zalo hỏi xem chia tay. Là trên lòng bàn tay của những anh chị này có đường xe mềm bị đứt khúc, ý nghĩa ra sao, như thế nào. Và những anh chị này muốn biết để tham khảo thêm. Hữu duyên hôm nay xem chia tay sẽ làm một đoạn video ngắn nói về đường xe mềm bị đứt khúc. Xin mời anh chị cùng lắng nghe. Trong cuộc sống, những anh chị nào có đường xe mềm đứt khúc thì cho thấy đường sinh mệnh khi mà đứt khúc thì có lúc những anh chị này sẽ gặp tai ương, sóng gió hoặc là sông hồ biển nước. Đôi khi những anh chị này có thể là bị đau bệnh ốm yếu từ lúc nhỏ ha. Cho nên là đường sinh mệnh bị đứt khúc như vậy thì cho thấy trong cuộc sống của những anh chị này sức khỏe rất là suy kém. Ý nói đến những anh chị này nếu mà tổn khước thì cũng có thể những anh chị này sẽ bị chết yểu nha. Thì ở đây những anh chị nào mà có đường sinh mệnh đứt khúc như vậy cũng không nên lo lắng hay là cũng không nên là vội phán xét như vậy. Thì ở đây những anh chị này cũng có thể là đang nhờ phước đức. Đang nhờ phước đức ở đây là đức của cha mẹ, ông bà, tổ tiên của Huyền. Đôi khi là đức năng thắng số. Cho nên trong cuộc sống của những anh chị đôi khi là gặp và nguyên an đều được hóa nguyên thành an, sẽ được tai qua nạn khỏi. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ sẽ hóa không. Cho nên là những anh chị này đừng vội lo lắng. Và những anh chị không có đường sinh mệnh đứt khúc thì cố gắng làm việc thiện, việc lành, cố gắng nhất là việc phóng sanh, không được sát sanh. Thì những anh chị này thì đi đâu cũng được âm phò dương trợ, trên đầu cao ba tấc tất có thần linh, hai bên vai phải vai trái đều có âm binh và cô hồn. Cho nên những anh chị này phải cố gắng làm việc thiện càng nhiều càng tốt nha. Và có một trường hợp nữa thì khi mà anh chị mà muốn xem cho đúng thì anh chị cứ giơ đôi bàn tay mình lên. Khi mà cả hai đường sinh mệnh của anh chị đều đứt khúc thì lúc đó anh chị mới lo lắng nha. Còn khi mà nếu mà một bàn tay chính của anh chị thì nam tay trái, nữ tay phải, thì những anh chị nào mà có đường sinh mệnh đứt khúc như vậy, nếu mà có một bàn bị như vậy thôi thì không có đáng kể nha. Thì những anh chị này đôi khi là có tai ương, sóng gió hay là tật bệnh. Và cũng như là trong cuộc sống thì đôi khi là sanh lão bệnh tử, thì bất cứ người nào có đường sinh mệnh đứt khúc hoặc là không đứt khúc cũng có lúc là đau bệnh ốm yếu ha. Cho nên là những anh chị này mà có đường sinh mệnh đứt khúc đừng vội lo lắng. Và những anh chị mà có hai bàn tay đứt khúc cũng không sao cả nha. Những anh chị này cố gắng phóng sanh, làm lành làm thiện. Thì ở đây là những anh chị này sẽ phóng sanh càng nhiều càng tốt, không nên sát sanh. Thì trong cuộc sống tương lai những anh chị này cũng có số mạng là sống trên 60 hoặc là 70, chứ không đến nỗi là những anh chị này mất trước 50 tuổi hoặc là 40 tuổi, 30 tuổi nha. Cố gắng phóng sanh, giảm sát sanh thì điều lành sẽ đến với anh chị. Ở đây là những anh chị này phải cố gắng làm như xem chữ tay vừa nêu trên, đó là cách để hóa giải những đường sinh mệnh đứt khúc cả hai bàn tay. Còn những anh chị nào có đường sinh mệnh dài mà đôi khi làm việc không được thiện thì những anh chị này cũng có thể là gặp nhiều sóng gió và tật bệnh. Đôi khi là có phước thì mình có thể là có phước tản tài và có tài thì tản mạng. Cho nên những anh chị nào có đường sinh mệnh bất cứ là dài hay là ngắn hoặc là đứt khúc thì phải cố gắng làm lành làm thiện, thì tiên nhân tất đất tất sau này hậu cho tầm long, cho vượt qua được những tai ương tật ách sóng gió trong cuộc sống nhé. Vừa rồi là sếp chia tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là đường sinh mệnh bị đứt khúc ý nghĩa ra sao, như thế nào. Và hôm nay sếp chia tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.